Trong chuyến công tác tại Tây Nguyên vào ngày hôm nay, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở trên địa bàn. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã báo cáo với đồng chí Trương Tấn Sang những điểm nổi bật về tình hình kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn. Sau 2 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Gia Lai không ngừng được củng cố. Các thôn làng chưa có đảng viên đã được thu hẹp. Đồng chí Trương Tấn Sang đã đánh giá cao kết quả mà Gia Lai đạt được sau 2 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10, đồng thời cũng yêu cầu tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức, quán triệt nghị quyết, tránh hình thức và dập khuôn, cần sắp xếp lại bộ máy cho hợp lý để phát huy hiệu quả cao nhất. Đồng chí Trương Tấn Sang cũng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa bàn khó khăn, vùng có số đông là đồng bào dân tộc ít người, và chỉ đạo Gia Lai cần phải quan tâm hơn nữa công tác đào tạo cán bộ ở những địa bàn này để giúp đội ngũ cán bộ ở đây đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong thời gian thăm và làm việc tại Gia Lai, đồng chí Trương Tấn Sang đã đến thăm đồng bào xã Ia Pòng, huyện biên giới Chư Prông, đến thăm công ty cao su Chư Prông và làm việc với lãnh đạo huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.